Nhóm thanh niên tập làm người xấu khi hợp tác chôm tài sản của nhiều cửa hàng tiện lợi. Công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc, lấy lời khai nhóm 6 thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản tại nhiều cửa hàng tiện lợi. Diễn biến sự việc thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Ngày 23 tháng 1, cơ quan chức năng cho biết, qua công tác nắm tình hình và quản lý các băng nhóm có biểu hiện hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản, Công an quận đã xác lập chuyên án đấu tranh khám phá. Tại cơ quan công an, nhóm trên khai nhận để có tiền tiêu xài đã rủ nhau trộm cắp, cướp giật tài sản. Cả nhóm thường tụ tập vào ban đêm, bàn nhau rảo quanh các tuyến đường tìm cửa hàng tiện lợi có sơ hở để ra tay. Tài sản lấy được, nhóm chia nhau sử dụng hoặc đi bán rồi chia nhau tiêu xài. Mới đây, khi đến một cửa hàng tiện lợi trên đường Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, GH phân công L và T vào cửa hàng lấy tài sản. Những người khác ở ngoài canh chừng và hỗ trợ chống trả khi bị nhân viên phát hiện. Thấy trong cửa hàng chỉ có một nhân viên trông coi, chúng xông vào cướp giật hai thùng nước ngọt và một lốc nước ngọt. Khi bị phát hiện truy đuổi, chúng dùng lời lẽ hăm dọa và lấy chai nước ném vào nhân viên rồi tẩu thoát. Bước đầu, nhóm trên khai nhận với thủ đoạn tương tự chỉ trong vòng 1 tháng, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024 đã thực hiện khoảng 7 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản tại một số cửa hàng tiện lợi ở quận 5, 3 vụ tại quận 8 và quận 10. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.